À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay cô và các bạn tiếp tục đi vào phần chữa bài tập trong bài số 68 cộng 2 phân số cùng mẫu số. Như vậy là chúng ta đang đi sang về phần phép tính 2 phân số. Và với phép tính đầu tiên chúng ta được học đó là cộng 2 phân số có cùng mẫu số. Vậy bạn nào còn nhớ cho cô quy tắc khi mà cộng 2 phân số có cùng mẫu số chúng ta phải làm như thế nào không nhỉ? À đúng rồi, khi cộng 2 phân số có cùng mẫu số thì chúng ta phải giữ nguyên mẫu số, còn đâu chúng ta cộng tử số lại với nhau đúng không nào? Ngoài ra, phép cộng phân số thì chúng ta thấy nó còn có các tính chất như là tính chất giao hóa này, tính chất kết hợp. Và chúng ta lại thấy một tính chất nữa, đó là một phân số cộng với 0 bằng chính phân số đó. Vậy bây giờ chúng ta áp dụng cho cô công thức và quy tắc để thực hiện bài tập số 1 ngày hôm nay. Với bài tập số 1, viết các số hạng là số tự nhiên dưới dạng phân số rồi tính. Vậy thì chúng ta phải nhớ luôn cho cô tới công thức là A phần B bằng A chia B, tức là một phân số còn được viết dưới dạng là phép chia số tự nhiên. Rồi, đầu tiên chúng ta đến với phần A nào, 1 phần 3 cộng 1. Chúng ta đang học tới phép cộng cùng phân số đúng không nào? Vì vậy bây giờ chúng ta cần phải viết số 1 sao cho nó trở thành phân số, và phân số đó thì phải có mẫu số là 3. Vậy số nào chia cho 3 để được 1 nhỉ? À, đó chính là số 3 đúng không nào? Do vậy 1 phần 3 cộng 1 chúng ta sẽ viết thành 1 phần 3 cộng với 3 phần 3. Lúc này hai phân số 1 phần 3 và 3 phần 3 đang cùng mẫu số là 3, nên chúng ta giữ nguyên mẫu số và cộng tử số cho nhau, 1 cộng 3, và kết quả của chúng ta thu được là phân số 4 phần 3. Do đó 1 phần 3 cộng 1 bằng 4 phần 3. Tiếp tục đến phần B, 2 phần 5 cộng với 2, thì chúng ta cần phải tìm phân số nào để ra kết quả bằng 2 nhỉ? Phân số nào mà ra kết quả bằng 2 mà mẫu số của nó phải bằng 5? À, đó chính là phân số 10 phần 5 đúng không nào? Bởi vì chúng ta có 10 chia cho 5 được 2, do vậy 2 chúng ta còn viết dưới dạng phân số 10 phần 5. Do đó, 2 phần 5 cộng 2 chúng ta sẽ viết thành 2 phần 5 cộng với 10 phần 5. Lúc này nó có chung mẫu số là 5, nên chúng ta giữ nguyên mẫu số 5 và cộng tử số cho nhau, 2 cộng 10. Và kết quả chúng ta thu được là 12 phần 5. Do đó, 2 phần 5 cộng 2 bằng 12 phần 5. Và đây là phân số đã tối giản, vì vậy chúng ta giữ nguyên. Tiếp tục đến phần C nào. Phần C ta có 7 cộng 1 phần 2. Bây giờ chúng ta cần xem là thương của phép chia nào để ra 7 nhỉ? À, phép chia đó mà có mẫu số là 2 thì chắc chắn phải là 14 phần 2 rồi, đúng không nào? Do vậy, phép tính 7 cộng 1 phần 2 sẽ bằng 14 phần 2 cộng 1 phần 2. Lúc này nó đang cùng mẫu số là 2, nên chúng ta giữ nguyên và cộng tử số với nhau, 14 cộng với 1. Và chúng ta ra được một phân số mới, đó là 15 phần 2. Như vậy, qua 3 phần A, B, C thì chúng ta đã biết cách là viết số hạng là số tự nhiên dưới dạng phân số, đúng không nào? 1 phần 3 cộng 1 bằng 4 phần 3, 2 phần 5 cộng 2 bằng 12 phần 5, và 7 cộng 1 phần 2 thì bằng 15 phần 2. Tiếp tục chúng ta sang tới bài 2 là các giá trị biểu thức nào có giá trị bằng nhau. Chúng ta có 6 phần biểu thức A, B, C, K, L, M. Việc của chúng ta bây giờ là tìm hai biểu thức có giá trị tương ứng với nhau. Với biểu thức A là 1 phần 3 cộng 2 phần 3. Biểu thức B, 1 phần 8 cộng 3 phần 8 đóng mở ngoặc cộng với 5 phần 8. Và C, 5 phần 18 cộng với 0. Tiếp tục phần K, cô có 0 cộng 5 phần 18. Phần L, 2 phần 3 cộng 1 phần 3. Và phần M, 1 phần 8 cộng mở ngoặc 3 phần 8 cộng 5 phần 8 đóng ngoặc. Vậy thì để biết được giá trị biểu thức nào bằng nhau thì chúng ta cần phải tính cho cô là biểu thức A bằng bao nhiêu, biểu thức B bằng bao nhiêu, đúng không nào?
Với biểu thức A thì đây là một phép tính thông thường, 1/3 cộng 2/3. Hai phân số có cùng mẫu số thì chúng ta giữ nguyên mẫu số, đúng không nào? Cộng tử số với nhau, 1 cộng 2 bằng 3 và mẫu số bằng 3. Do vậy ta viết được bằng 3/3, mà 3/3 thì bằng 1. Do vậy 1/3 cộng 2/3 sẽ bằng 1. Tiếp tục đến phần B, chúng ta thấy biểu thức này đang có dấu ngoặc này. Do vậy chúng ta cần thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Rồi chúng ta thực hiện cho cô nào. 1/8 cộng 3/8 sẽ bằng 4/8, đúng không nào? 4/8 tiếp tục đem cộng với 5/8 và đáp án chúng ta thu được là 9/8. Như vậy, phần B, tổng của phép tính mở ngoặc 1/8 cộng 3/8 đóng ngoặc cộng 5/8 bằng 9/8. Tương tự với phần C nào, 5/18 cộng với 0. Chúng ta biết là một số cộng với 0 thì bằng chính nó. Do vậy 5/18 cộng với 0 thì bằng 5/18. Tiếp tục tới phần K, 0 cộng 5/18. Đây cũng 0 cộng với 5/18 thì nó ra bằng 5/18 luôn, đúng không nào? Tiếp tục đến phần L, 2/3 cộng 1/3. Chúng ta cũng thấy đây là phép cộng hai phân số có cùng mẫu số là 3, nên chúng ta giữ nguyên 3 và cộng tử số lại với nhau, 2 cộng 1 bằng 3. Do đấy chúng ta thu được một phân số là 3/3. Và 3/3 chúng ta còn viết dưới dạng là 1. Do vậy 2/3 cộng 1/3 bằng 1. Và cuối cùng 1/8 cộng mở ngoặc 3/8 cộng 5/8 đóng ngoặc thì chúng ta cũng thực hiện trong ngoặc trước là 3/8 cộng 5/8 thì sẽ bằng 8/8, đúng không nào? 8/8 chúng ta tiếp tục đi cộng với 1/8 ở bên ngoài thì tổng sẽ bằng 9/8. Vậy thông qua bước chúng ta tính giá trị biểu thức của 6 phần này thì chúng ta nhận thấy rằng biểu thức A đang có giá trị là 1 bằng với biểu thức L đang có giá trị là 1, đúng không nào? Tiếp tục, biểu thức B đang có giá trị bằng 9/8 bằng biểu thức M cũng có giá trị bằng 9/8. Và biểu thức C đang có giá trị là 5/18 bằng biểu thức K có giá trị là 5/18. Tiếp tục các bạn xét cho cô vào biểu thức A này. Biểu thức A gồm phép cộng của 1/3 cộng với 2/3. Chúng ta thấy nó xuất hiện hai số hạng là 1/3 với 2/3, đúng không nào? Còn biểu thức L cũng xuất hiện hai số hạng là 2/3 và 1/3. Nhưng mà hai số hạng này nó đang thay đổi vị trí cho nhau, nhưng tổng của chúng vẫn bằng 1. Do vậy cô gọi đây là tính chất giao hoán. Tiếp tục đến phần B và phần M, chúng ta thấy là đều xuất hiện các số hạng 1/3, cô xin lỗi, 1/8, 3/8 và 5/8, nhưng nó chỉ thay đổi vị trí của dấu ngoặc. Nếu như phần B thì chúng ta sẽ nhóm 1/8 với 3/8 là một nhóm, thì phần M chúng ta nhóm 3/8 với 5/8 thành một nhóm. Nhưng mà các số hạng của nó không thay đổi và giá trị của nó đều bằng 9/8. Do vậy, cô gọi đây là tính chất kết hợp. Ngoài ra, phần C và phần M, phần C và phần K cô thấy đều có giá trị là 5/18 và đều cộng với 0. Do vậy, đây là tính chất cộng với 0. Rồi, đây là tính chất của phép cộng phân số là có tính chất giao hoán này, tính chất kết hợp này và tính chất cộng với 0. Nó đều có tính chất như phép cộng số tự nhiên. Như vậy là thông qua bài số 68 phần chữa bài tập, cô và các bạn đã đi củng cố lại quy tắc thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số và từ đấy rút ra được là phép cộng hai phân số cùng mẫu số cũng có những tính chất như phép cộng số tự nhiên, đúng không nào? Đều có tính chất giao hoán, đều có tính chất kết hợp và tính chất cộng với 0 thì bằng chính nó. Rồi, phần chữa bài tập bài 68 của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở phần lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.